Chào các bạn, trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau đi tìm hiểu về cái công cụ Visual setting trong Escape. Thì trong video này thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái lựa chọn projection. Các video trước chúng ta đã tìm hiểu về exposure uh, style. Video này sẽ nói về cái projection thì cái projection này thì với quan điểm của mình ấy thì mình nghĩ nó cũng là một cái lựa chọn quan trọng đối với cả các cái bạn kiến trúc vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà cái mô hình được render trong inscape thì cái projection này khi các bạn kích vào đây nó có ba cái lựa chọn đấy nó là perspective là xem phối cảnh này uh, two point và orthographic thì cái này thì mình nghĩ là các bạn kiến trúc quen thuộc hơn với cái việc sử dụng các cái chế độ quan sát như thế này, tại vì là các bạn hay sử dụng hơn. Ví dụ perspective thì mình hiểu nó là dạng phối cảnh, còn two point thì là quan sát dưới dạng mô hình là hai điểm tụ ấy, có cái kiểu ba điểm tụ nữa mình tham khảo. Các bạn là mô cái mô hình kiến trúc ấy nó có kiểu hiển thị như vậy, hai điểm tụ là có một điểm trái, điểm phải đấy và nó sẽ nó sẽ vẽ nên các cái đường thẳng để tạo nên cái 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 um, cái mô hình của chúng ta. Thì cái này các bạn search thêm trên mạng mô hình hai điểm tụ. Còn cái orthographic là xem xem trực hướng, xem vuông góc thì cái mô hình của chúng ta sẽ hiển thị ở rất các cái đường dạng đường thẳng song song ấy. Thì ở đây mình ở đây các bạn thấy nó có ba lựa chọn, các bạn có thể chọn ở đây hoặc là các bạn có thể chọn bên escape này ấy. các bạn lựa chọn cái biểu tượng ở đây thì nó cũng tương ứng với ba cái lựa chọn perspective to point và orthographic đấy thì các bạn chọn cái nào nó cũng như nhau ví dụ ở đây uh, khi các bạn đưa cho vào đây các bạn chọn perspective này nếu các bạn chọn two point này đấy đây là chế độ two point thì về mặt quan sát thì các bạn có thể nhìn thấy nó không khác nhau đâu thế nhưng mà ở một cái góc độ nào đó thì nó sẽ khác nhau thì cái này các bạn kiến trúc mà uh, các bạn biết thì các bạn sử dụng thì mình chỉ nói công cụ và chức năng ở đây thôi và các bạn thấy là cái lựa chọn thứ ba là orthographic là xem trực hướng như thế này thì các bạn thấy là khi mà mình chuyển chế độ orthographic thì cái thanh công cụ bên dưới của inkscape nó cũng thay đổi để cho chúng ta uh, quan sát ví dụ có thêm công cụ zoom này để mình lăn to nhỏ này rồi rotate bằng chuột trái này orbit chuột phải này và công cụ pan ấn chuột để chúng ta pan để chúng ta di và bên này các bạn thấy là nó có các cái công cụ liên quan đến cái việc xem trực ví dụ xem phía trước này là ấn số 2 trên bàn phím của các bạn ấn số 8 này là từ phía sau này số 4 bên trái số 6 bên phải và số 5 là xem từ trên nhìn xuống ở đây mình thử cho các bạn xem nếu mình... Đấy. Ở đây ví dụ mình ấn số 5 này các bạn nhìn thấy từ trên nhìn xuống này số 4 này xem bên nhìn bên trái bên phải này, số 8 nhìn từ đằng sau và số 2 nhìn phía trước này. Đấy, đấy là các cái chế độ quan sát. đấy là cái lựa chọn projection ở đây. Và mình nghĩ là nó cũng rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà cái mô hình render. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.